Phần 2. Lực sử đạo gia lão tử và đạo đức kinh Các bậc thánh trí ngày xưa không bao giờ thuyết giảng theo lối quả quyết một chiều. Họ hoàn toàn đưa ra những nghịch thuyết, bởi lẽ họ ngại đưa ra những chân lý phiến diện nữa vời. Họ khởi đầu nói như kẻ điên và khiến người nghe thất ngộ khi họ kết thúc. Okakura Kakuyo The Book of Tea 1989 Từ lâu các sử gia đã cố gắng gạn lọc những sự kiện thực tế nằm ẩn phía sau bức màn huyền thoại về sự phát triển của Đạo lão. Hiện nay, họ đã thống nhất một số quan điểm về nguồn gốc khởi thủy và vai trò của những người sáng lập nền tảng của lão học. Mặc dù vậy, do sự khác biệt trong cách nhận thức của con người về các sự kiện lịch sử cũng như do chính bản chất vi diệu của đạo, nhiều vấn đề của Đạo lão vẫn chưa được làm sáng tỏ. Lão Tử sinh năm 604 Trước công nguyên, tác giả quyển đạo đức kinh là một người có cuộc đời mang đậm màu sắc huyền thoại. Tương truyền, mẹ ông thụ thai khi nhìn thấy một ngôi tinh tú xa xuống đất. Sau đó, bà mang thai suốt 62 năm ròng. Ngày nọ, bà dựa người lên gốc cây lý và một ông lão râu tóc bạc phơ từ trong nách bà chui ra. Ông lấy tên cây lý làm họ, tự xưng là nhĩ nghĩa là lỗ tai. Sự sách ghi nhận tên ông là Lý Nhĩ hay Lão Đam đời sau thường gọi ông là lão tử có nghĩa là vị thầy già. Theo sử ký tư mã thiên lão tử họ lý tên nhĩ tự là bá dương thụy là đam ông là người nước sở này thuộc tỉnh hồ nam của trung quốc lúc bấy giờ thuộc nhà chu huyện khổ làng lệ xóm khúc nhân ông làm quan giữ tàn thất trong triều đình nhà chu khổng tử đến chu tìm gặp lão tử hỏi về lễ thái độ cử xử đúng mực lão tử nói Lời nói của ông là lời nói của những kẻ này đã xương tàn cốt rụi. Vả chăng, người quân tử đắc thời thì đi xe, không đắc thời thì tay viện nón lá mà chân đi. Ta nghe rằng, kẻ buông giỏi khéo giữ của quý như không có gì, người quân tử đức thạnh, dung mạo dường như kẻ ngu. Họ khác với cái kiêu khí và đa dục của ông, sắc thái và dâm chí ấy không ít gì cho thân ông cả. Tôi sợ dĩ bảo cho ông biết có bấy nhiêu thôi. Khổng tử ra về, bảo với đệ tử, chim, ta biết nó bay như thế nào, cá, ta biết nó lội làm sao, thú, ta biết nó chạy cách nào. Thú chạy thì ta có lưới bắt nó, cá lội thì ta có dây câu, chim bay thì ta có bẫy gài. Chỉ như con rồng thời ta không biết nó theo mây theo gió mà bay luyện như thế nào. Này ta thấy lão tử như con rồng. Về sau thấy nhà chu suy, ông bỏ đi. Đến cửa quan, quan lệnh là Doãn Hỷ nói ngài định đi ẩn xin gượng vì tôi mà để lại bộ sách lão tử ở lại soạn ra bộ sách nói về đạo đức phân làm hai thiên gồm trên năm ngàn lời rồi ông bỏ đó mà đi không ai biết chung cuộc đời ông như thế nào tương truyền lão tử có một người con trai về sau trở thành chiến binh nổi tiếng lưu truyền dòng họ của ông đến nhiều đời sau tuy lão tử không mở trường dạy học đệ tử vẫn tìm đến thụ giáo Xét theo đó, tính đến lúc ra đi vào năm 160 tuổi, Lão Tử có một cuộc đời khá bận rộn và đầy ý nghĩa. Có truyền thuyết cho rằng ông xuất hiện ở Ấn Độ và theo đạo Phật, lại có thuyết cho rằng ông là hóa thân của Đức Phật. Sự thật về cuộc đời Lão Tử nằm đằng sau bức màn huyền thoại. Suốt nhiều thế kỷ, các nhà nghiên cứu đã tranh luận với nhau vấn đề liệu rằng Lão Tử có phải là tác giả thực sự của Đạo Đức Kinh hoặc giả lão tử có phải là nhân vật có thật trong lịch sử hay không người trung hoa cổ không viết truyện tự sự họ quan niệm rằng tự nói về mình là việc làm đáng hổ thẹn rằng tốt hơn nên để hậu thế đánh giá và tôn vinh cuộc đời của họ dù sao đi nữa học thuyết của lão tử đã có được một địa vị tôn quý trong lòng hậu thế các tín đồ đạo giáo tôn sùng lão tử như thần thánh họ đã xây dựng một đền thờ ngay trên mảnh đất nơi ông được sinh ra trên đất nước Trung Quốc, đạo quán mọc lên khắp nơi. Đối với đời sống tâm linh của người Á Đông, đạo lão có tầm ảnh hưởng sâu rộng chẳng kém gì đạo Phật. Về mặt học thuyết, lão tử cho rằng đạo là bản thể của vũ trụ, là nguồn gốc của muôn sự sinh thành và tạo hóa. Đạo là thực tại tuyệt đối và huyền diệu, có từ trước khi khai thiên lập địa, nằm ngoài mọi danh sắc và hình tướng. Một, Nói về đạo đức kinh Ngoại trừ kinh thánh, không có quyển sách nào được dịch ra nhiều thứ tiếng và thu hút người đọc cho bằng đạo đức kinh. Nguyên do chủ yếu vì quyển kinh ấy chứa đựng nhiều tư tưởng sâu xa, gồm thâu triết lý tinh hoa của đạo gia. Kinh được viết theo thể thơ tự do, tiết điệu phóng khoáng, ý tứ như phát thẳng từ tâm mà ra, cầu cú đối nhau vanh vách. Có lẽ do tư tưởng trong kinh quá uyên áo, văn từ lại cổ kính và rất hàm xúc, mỗi nhà chú dịch đạo đức kinh đều tìm thấy cách diễn giải của riêng mình mặc dù vậy những nguyên lý của đạo huyền thông qua những lời kinh thâm triết vẫn tác động sâu sắc đến nhận thức của người đọc thuộc nhiều thế hệ và nhiều nền văn hóa khác nhau đạo đức kinh được chia làm hai thiên trình bày hai chủ đề lớn đạo cái gốc của muôn sự tạo hóa quy luật vận hành vạn vật một thực tại tuyệt đối huyền diệu và bất khả tư nghị đức năng lực vận hành và thành tựu của đạo đạo đức kinh chỉ ra nguyên lý vận hành của đạo và cách ứng dụng nó để thực hiện một cuộc sống toàn mãn tất cả được trình bày qua những vần thơ có khả năng đánh thức tâm đạo của người đọc bất chấp tính chất nghịch luận và ngôn từ hàm sốt của chúng lão tử đã không chọn cách lý giải các khái niệm về đạo huyền thông qua những ngôn từ xác định theo ông ngôn từ không chở nổi đạo cả bản chất nội tại của mọi sự vật vốn nằm ngoài khả năng diễn đạt của ngôn từ đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh đạo có thể gọi, không phải là đạo trường cửu, danh có thể gọi, không phải là cái danh tuyệt đối. Chi bằng, hi ngôn tự nhiên nói ít, thuận theo tự nhiên. 2. Quan niệm của Lão Tử Quyển Đạo Đức Kinh của Lão Tử trình bày những quan niệm có quan hệ gắn bó mật thiết với nhau theo một hệ thống, đủ để hình thành nền tảng cơ sở cho một học thuyết. Trong vũ trụ, các dạng năng lực tương tác với nhau thông qua những chuỗi phản ứng liên hoàn được kích phát từ hai nguyên lý mâu thuẫn nội tại đạo xanh nhất nhất xanh nhị nhị xanh tam tam xanh vạn vật vạn vật phụ âm nhi bảo dương xung khí dĩ vi hòa đạo xanh một một xanh hai hai xanh ba ba xanh vạn vật vạn vật có hình âm bên ngoài ôn khí dương bên trong nhưng chỗ xung khắc mà hòa hợp và quân bình lẫn nhau những sự kiện mang tính hiện tượng trong thế giới này chính là kết quả của các chuỗi tương tác ấy. Tồn tại hay không tồn tại chỉ là hai khía cạnh của một thực tại, chúng tương sinh và bổ túc cho nhau. Hữu vô tương sinh, nàng dị tương thành, trường đảng tương hình, cao hạ tương khuynh, âm dương tương hòa, tiên hậu tương tùy khó và không sinh ra nhau, khó và dễ nương lẫn nhau mà thành, dài và ngắn đối nhau mà có, cao và thấp đánh đổ nhau mà nên, giọng và tiếng cùng hòa trước và sau nương nhau mà tồn tại đạo như hư không trống rỗng và thâm sâu không đấy lại là tâm điểm của vạn vật và cội gốc của sự sống hư không cũng như đạo cả vốn trường cửu và có trước cả trời đất đạo xung nhi dụng chi hoặc bất doanh uyên hệ tự vạn vật chi tông ngô bất tri thùy chi tử tượng đế chi tiên đạo thì trống không đổ vào mãi không đầy sâu như vực thẳm dường như là tổ tông của vạn vật ta không biết nó là con ai, dường như nó có trước thiên đế. Từ chỗ trống không ấy nảy sinh ra vô số diệu dụng duyên thật dĩ vi khí, dương kỳ vô, hữu khí chi dụng, tạc hộ vũ dĩ vi thất, dương kỳ vô, hữu thất chi dụng, cố hữu chi dĩ vi lợi, vô chi dĩ dụng, nhồi đất làm chén bát, nhờ chỗ không nên chén bát có chỗ dùng, khoét cửa nẻo, làm buồn the, nhờ chỗ không mới có chỗ dùng của buồn the. Bởi vậy, lấy cái có làm cái lợi, lấy cái không làm chỗ dụng. Những tình huống trong cuộc sống, thoạt nhìn dường như chỉ có một khía cạnh, người hiểu đạo thấy rõ bản chất hai mặt của chúng. Sủng nhục nhược kinh, sủng vi thượng, nhục vi hạ, đắc chi nhược kinh, thất chi nhược kinh, thị vi sủng nhục nhược kinh, vinh nhục đều đáng sợ. Vinh ở trên thi nhục ở dưới, được cũng sợ hãi, mà mất cũng sợ hãi, vì thế mới nói vinh nhục đều đáng sợ kinh dịch dạy, vật cùng tắc biến, vật cực tắc phản. Lão tử viết, vật tráng tắc lão, thị vi bất đạo, bất đạo tảo dĩ vật mạnh hóa già, ấy là trái đạo. Trái đạo thì chết sớm, do âm cực duyên sinh, dương cực âm sinh, phản phục là động thái của đạo, nhu thuận là chỗ dụng của đạo phản giả đạo chi động, nhược giả đạo chi dụng. Bởi thế, thánh nhân lánh bỏ những gì thái quá thị dĩ thánh nhân khứ thậm, khứ xa khá thái người sống theo đạo là người biết tiến thoái theo luật quân bình của tạo hóa thiên chi đạo tổn hữu dư nhi bổ bất túc thì dĩ thánh nhân sanh nhi bất hữu vì nhi bất thị công thành nhi phất cư phù duy phất cư thì dĩ bất khứ đạo trời bớt chỗ dư bù chỗ thiếu bởi vậy thánh nhân tạo ra mà không chiếm hữu làm mà không cậy công công thành rồi không ở lại bởi không ở lại nên không bị bỏ đi sự thuần phát gần với đạo hơn cả. Nó hướng con người đến chỗ thoát ly tham dục và phiền não. Người hiểu đạo thành động theo tự nhiên, không thiên lệch và không tư dục. Đạo thường vô vi, nhi vô bất vi hóa nhi dục tác, ngô tường trấn chi, dĩ vô danh chi phát. Vô danh chi phát, diệt tương vô dục, bất dục dĩ tịnh, thiên hạ tương tự định, đạo cả thì không làm, nhưng không gì mà không làm. Nên muốn làm thay đổi điều gì, ta nên kèm nén lại dùng cái một mặt của vô danh cái một mặt vô danh cũng không ham muốn có không ham muốn có thì điềm tĩnh thiên hạ sẽ tự yên sự khôn ngoan của con người nằm ở đức tự tri tự chủ bất tranh và tri tốt tri nhân giả trí tự tri giả minh thắng nhân giả lực tự thắng giả cường tri tốt giả phú biết người là trí biết mình là sáng thắng người là có sức thắng mình là mạnh biết đủ là giàu. Bất tranh là đạo trời thiên chi đạo, bất tranh nhi thiện thắng. Không tranh chấp thì không ai có thể tranh thắng được dĩ kỳ bất tranh, cố thiên hạ mặt năng giữ chi tranh. Tri túc cũng như tri chỉ biết dừng là thuật giữ mình trong đời thậm ái tất thậm phí, đa tàn tất hậu vong. Tri túc bất nhục, tri chỉ bất đãi khả dĩ trường cửu, thương nhiều ác tổn nhiều, chứa nhiều ác mất nhiều. Biết đủ, không nhục, biết dừng, không nguy có thể giữ lâu dài. Sống trong đời, người hiểu đạo tự minh gìn giữ ba báu vật, từ ái, tiết kiệm và khiêm nhường ngã hữu tam bửu, trì nhi bảo chi, nhất viết tư, nhị viết kiệm, tam viết bất cảm thiên hạ tiên, từ cố năng dũng, kiệm cố năng quản, bất cảm thiên hạ tiên cố năng thành khí trưởng. Ta có ba báu vật, hàng gìn giữ ôm ấp, một là từ, hai là kiệm, ba là không dám đứng trước thiên hạ từ mới có dũng, kiệm mới có rộng, không dám đứng trước thiên hạ mới trưởng dưỡng được khí độ của mình. Hư tâm, điềm đạm và vô vi là chỗ huyền diệu của tâm đạo. Vả chăng, mọi tình huống trong cuộc sống chỉ trở thành vấn đề phiền não khi chúng ta để chúng liên lụy đến tâm trí của mình. Thuận lẽ tự nhiên, chúng đến từ hư không và sẽ trở về hư không, mọi lo toan hay cưỡng cầu đều vọng động trí hư cực, thủ tịnh đốt, vạn vật tình tác, ngô dĩ quan phục phù cực vân vân các phục quy kỳ căn quy căn viết tịnh thị vi viết phục mạng phục mạng viết thường tri thường viết minh bất tri thường vọng tác hung trí đạt đến chỗ cùng cực của hư không giữ vững được trong cái tịnh vạn vật đều từ đó mà sinh ra ta lại thấy nó trở về ốc ôi vạn vật trùng trùng đều trở về cội rễ của nó trở về cội rễ gọi là tịnh ấy gọi là phục mạng phục mạng là đạo thường. Biết đạo thường gọi là sáng, không biết mà còn vọng động ấy là gây họa. Lão tử dạy, kiến tố bảo phát, thiểu tư quả dục sống thuần phát theo chân tánh, ít tư tâm và tham dục, bởi lẽ thường vô dục, dĩ quan kỳ diệu, thường hữu dục, dĩ quan kỳ cứu lòng thường không có tư dục mới nhận ra chỗ huyền diệu của đạo. Lòng hằng có tư dục thì chỉ thấy chỗ chia lìa của đạo. 3. Ghi chú một thời xưa, những người có danh vị sau khi chết đi được đặt một tên riêng gọi là tên thụy. Tên thụy nói lên thành tích của con người lúc sinh tiền. Tương truyền, phép đặt tên thụy do Chu Công đáng đời vua nhà Chu chế định. Theo sử ký Tư Mã Thiên, giảng chi và Nguyễn Hiến Lê chú dịch, nhà xuất bản Văn học, 1994. Hai kho tàng thư tịch cổ của triều đình. Với cương vị ấy, Lão Tử có cơ hội tiếp xúc với các bản văn cổ cũng như các tác phẩm vĩ đại đương thời. Xây dựng vốn hiểu biết uyên thâm đối với kho tàng trí thức từ thời Hoàng đế 2697 trước công nguyên cho đến đời ông. Bà Confucius 551, 478 trước công nguyên, đại triết gia thời cổ đại Trung Quốc, người phát triển nho giáo. Xuất thân quý tộc, ông tên Húy là Khâu, tự là Trọng Đi, sinh tại Ấp Trâu, làng Sương Bình, Nước lỗ này là tỉnh Sơn Đông. Năm 22 tuổi, ông mở trường dạy học, truyền bá các nguyên tắc luân thường, đạo lý và cách trị quốc an dân. Số học trò của ông rất đông, lên đến 3.000 người, trong đó có nhiều chính khách và học giả nổi tiếng, có 72 vị thông thạo cả lục nghe. Năm 52 tuổi, ông được cử làm quan cai trị thành Trung Đô, sau đó được thăng chức đại tư khấu nước lỗ, được dân chúng kính phục và tô sùng như một vị thánh. Về sau, có kẻ đố kỵ Han ghét nên ông từ chức, bắt đầu thời kỳ chu du liệt quốc. Năm 68 tuổi, ông về quê nhà chuyên tâm dạy học trò và viết sách Xuân Thu, soạn lại bộ kinh thi, kinh thư, kinh lễ và kinh dịch. Các học trò ghi chép ngôn hành của ông, làm thành quyển luận ngữ. Ông mất năm 478 trước công nguyên, thọ 72 tuổi, được an táng bên bờ sông Tứ, hưởng tế tự đời đời. Theo sổ tay danh nhân thế giới, nhà xuất bản Thanh Niên, 1999. 4. Về tiểu sử lão tử, tác giả trích từ La Ó TZUN tà ổi dùm của Mơ, can tên mát, xuất bản năm 1969. Riêng phần tiểu sử lão tử rút ra từ sử ký, cũng như phần kinh văn trích từ đạo đức kinh. Người dịch xin căn cứ theo bản dịch của Thu Giang Nguyễn Duy Cần trong quyển Lão Tử Đạo Đức Kinh, vốn rất phù hợp với bản Anh ngữ của quyển sách này nằm theo quyển nhân sinh quan và thơ văn trung hoa của lâm ngữ đường thái tổ nhà đường tự nhận là hội duệ của lão tử và tôn nạo giáo là quốc giáo đến đây xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe hẹn gặp lại quý khán thính giả ở phần tiếp theo với nội dung trang tử người kể chuyện đạo